Vậy trong trận đấu này thì quyền phát bóng đầu tiên thuộc về phía các cô gái Tứ Xuyên, phát bóng là thủ báo số 10 Giang Tô Mây. Và đánh từ hàng sau của đội trưởng Quốc Tích Đa, và điểm đầu tiên đã thuộc về phía các cầu thủ U20 Thái Lan. Cầu thủ trẻ Thái Lan là những cầu thủ với đội hình được đào tạo cách bài bản và có chất lượng chuyên môn. Chúng ta vừa thấy một pha tấn công từ sau vạch 3m rất hay của Quốc Tích Đa. Số 17 phát bóng đó là Sinedad, phòng thủ rất tốt. Họ đánh đi hơi mạnh trong tình huống này. Đội phát bóng 1-0. Ở bảng đấu này thì các cầu thủ Tứ Xuyên đã quá mạnh, trong khi đó thì U20 Thái Lan cũng đã có được cơ hội rất tốt sau khi họ đã giành thắng lợi trước Tuyển Sovietro ở trong trận đấu ở lượt trận thứ hai, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng có thể giành một trong hai suất tham dự vào đấu bán kết ở vị trí nhất nhì bảng. Ngày hôm nay thì rõ ràng là nhiệm vụ thắng Tứ Xuyên là không phải là một nhiệm vụ dễ, nhưng U20 Thái Lan sẽ quyết tâm để giành những chiến thắng. Qua đó thì tôi hy vọng cạnh tranh vị trí với các đội bóng của Việt Nam như Sovietro và Ngân hàng Công Thương. Trong khi đó thì hiện tại ở bảng đấu này, Sovietro là đội bóng đang đứng trước rất nhiều khó khăn sau khi họ đã để thua hai trận đấu đầu tiên. Ngày hôm nay thì sẽ có trận đấu diễn ra giữa Ngân hàng Công Thương và Sovietro, một trận đấu buộc phải thắng của Sovietro mới có cơ hội đi đến một trong hai suất tham dự bán kết. Trong khi đó thì Ngân hàng Công Thương có lợi thế hơn, chỉ có một trận thắng nữa thì họ sẽ có cơ hội để có thể giành được vị trí hy vọng. Đây là một trận đấu mà các cầu thủ Tứ Xuyên được đánh giá cao hơn so với Thái Lan, và nếu giành chiến thắng thì họ sẽ có được vị trí nhất bảng. Đó là pha tấn công rất hay, bóng đã chạm chắn và đổ bóng. Như vậy là U20 Thái Lan đã cân bằng được tỷ số 3-0 ở trong trận đấu đầu tiên. Quá tuyệt vời của các cầu thủ Thái Lan. Dù là những cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở những đấu trường lớn, tuy nhiên thì đây là một đội bóng được đào tạo bài bản, và chúng ta thấy được khả năng tấn công ở các vị trí quá hay của đội bóng này. Họ sử dụng rất nhiều những biến đánh và có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Hầu hết các cầu thủ đều có khả năng đánh từ hàng sau như vừa rồi. Nhưng vừa rồi là một tình huống đánh quá cao và đi ra ngoài. 4-0 đội phát bóng cho Tứ Xuyên. Sau khi kết thúc lượt trận cuối của khuôn khổ bảng A thì vị trí ở bảng A đã được xác định. Trong khi đó thì đội chủ giải Vietinbank với 3 trận toàn thắng đã dẫn đầu bảng đấu này. Vị trí chi bảng thuộc về phía VTB Bình Điền Long An sau khi họ có 2 trận thắng và để thua 1 trận trước Vietinbank. Đại học Sơn Đông của Trung Quốc giành được vị trí thứ 3 và Sri Lanka là đội bóng tiếp tục ở vị trí cuối bảng trong khuôn khổ bảng A. Các cầu thủ Thái Lan đang chơi rất hay ở những phút đầu tiên này, và bây giờ là khoảng cách điểm cho họ 6-4. Tấn công nhanh giữa đời, phòng thủ tuyệt vời của U20 Thái Lan, và qua xử lý quay trong tình huống này, một pha đẩy bóng vào tay chắn để ghi điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý quá khôn ngoan của cầu thủ người Thái Lan. Đội trưởng Chitika là một trong những cầu thủ chơi rất hay, sự đáng với vai trò chủ lĩnh bên phía đội bóng của Thái Lan. Giang Tô Mây, bóng vẫn đang trong cuộc. Đây là cầu thủ báo số 10, một pha dứt điểm đánh cách chắn tốt. Chúng ta cũng sẽ lại được truyền khá dài này, nhưng
Như vậy tình huống này, Daniel Bay đã bật cao và đánh qua chắc chắn đối phương. 5-7 được pha bóng cho câu lạc bộ Tứ Xuyên. Chỉ được ưu thế dẫn điểm rất tốt ở trong những phút đầu tiên này. Và bây giờ thì hai đội đang bước vào vòng gia đấu kỹ thuật lần đầu tiên để xét đấu này. Một khởi đầu không thực sự tốt bên phía cao thủ Tứ Xuyên. Khi mà U20 Thái Lan đang thi đấu đầy hưng phấn và thể hiện quyết tâm rất lớn, họ đang rất hiệu quả trong những tấn công và khả năng phòng thủ rất bình tĩnh và hiệu quả. Đã giúp cho đội bóng này thi đấu ổn định ngay từ phút đầu tiên của trận đấu và đang giành được lợi thế dẫn điểm. Thủ U20 Thái Lan dù để thua trước Ngân hàng Công Thương với tỷ số 3-0 ở trong trận đấu dẫn bóng đầu tiên, nhưng đã thắng Vietso Petro ở trận đấu lượt trận thứ hai. Qua đó thì chỉ hy vọng có thể giành một trong hai suất để vào bán kết. Sau trận đấu đầu tiên thất bại với tỷ số 0-3 thì bộ mặt của đội bóng trẻ Thái Lan đã có những sự thay đổi rất đáng kể. Họ thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều và có những phối hợp, sự phối hợp chiến thuật rất hợp lý và bài bản. Và di chuyển giải thứ điểm một trận thành công của các cô gái Tứ Xuyên được phát bóng trên đội bóng này. Thank you.